Tớ sẽ để dành chuối đó để ăn sau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thử cho chuối vào trong nhá. Hãy xem điều gì xảy ra nào. Không thể tin được, nó đã trở thành sô-cô-la. Đây có phải sự thật không? Trời ạ. Suzy, cho tớ mượn son của bạn. Và làm hỏng lớp trang điểm của tớ rồi Giáp. Xin lỗi, đây là công việc. Wow, son của tớ trở thành sô-cô-la rồi kìa. Hay thật đấy. Hãy xem tớ có gì ở đây này. Wow, trông thật là kỳ cục. Chúng ta đây bị cuốn vào Giáp. Đầu tớ quay cuồng vì chuyển động như vậy. Nhưng mà thật là đáng giá. Chúng tớ đang ở trong thử thách. Tớ rất thích Suzy. Nhìn này, cái gì đó trên bàn. Chà, tớ có một chú thỏ sô-cô-la. Thật là dễ thương làm sao. Đúng vậy, cậu thật là may mắn. Tớ muốn xem nó nhiều hơn nữa, nhưng tớ nghĩ chúng ta nên ăn nó. Tớ có thể xem nó kỹ hơn được không? Cậu muốn ăn nó chứ gì? Không, nó là của tớ. Ôi, mùi nó thật là thơm ngon. Tớ hy vọng bản năng của tớ sẽ không làm tớ thất vọng. Tớ muốn thử ít nhất một miếng. Đừng mơ nữa Suzy, thỏ là của tớ. Nó đã rơi vào tay tớ và tớ sẽ không bao giờ buông tha nó đâu. Chúng ta sẽ xem về điều đó nhá. Làm ơn cho tớ một miếng thôi. Lùi lại đi Suzy, tớ đã nói rồi mà. Đi mà. Tớ gần như ăn tất cả mọi thứ rồi. Ôi, có vẻ như tớ thực sự không được ăn sô-cô-la rồi. Tớ biết cần phải cổ vũ bạn ấy như nào rồi. Tớ không thích thử thách này nữa đâu. Ôi, con thỏ khổng lồ kiểu. Đó là tớ mà, Suzy. Lại cho đồ ngu ngốc của bạn Giáp. Không muốn cười à? Nhìn này. Được rồi, tớ hiểu rồi. Đến lúc tớ phải tìm ra có gì dưới nắp. Ôi, một con thỏ thật này. Wow, tớ đã không mong đợi điều này. Ôi, đẹp thật đấy. Ôi, tớ muốn cưng nó mãi thôi. Giác, bỏ tay ra, đây là thỏ của tớ. Tớ chỉ muốn chạm nó thôi mà. Tớ có một ý tưởng tuyệt vời. Wow, mũ này sao, hay thật đấy. Với nó, tớ sẽ chỉ cho bạn một mẹo nhỏ. Đối với điều này, cần một chú thỏ. Tớ sẽ gửi nó vào đây. Ngồi xuống đây đi anh bạn. Tiếp theo là gì? Thì đấy, không còn thỏ nào nữa. Wow, đó là phép thuật. Đủ rồi, trả lại cho tớ thỏ đi. Cậu phải đặt trước. Tớ có nhiệm vụ khó khăn như thế này. Cần phải tìm kiếm anh ta thôi. Chiếc ô có vẻ không phải. Tớ sẽ đặt nó lại. Nào, có gì ở đây? Màu cờ. Cậu kiếm được ở đâu nhiều rác vậy? Xin lỗi, đây là thứ mà mọi ảo thuật gia cần. Hãy tiếp tục tìm kiếm. Hãy cho tớ thêm một ít thời gian. Ồ, tớ thấy có thứ gì đó. Tớ hiểu rồi. Ôi, cuối cùng, đến đây nào em yêu. Tớ rất nhớ bạn. Cậu thấy đấy, cậu chỉ lo lắng vô ích thôi. Em yêu, để tớ vuốt ve bạn nhớ. Thật nhẹ nhàng. Tớ rất thích đu trên ghế. Cẩn thận Giác, cậu ngã bây giờ. Nào. Chà, nhìn cái gì thế này, tớ có cả một quả bóng sô-cô-la. Còn tớ có quả bóng thường. Ôi, bao nhiêu là sô-cô-la. Wow, lại còn rất là nặng nữa chứ. Mùi thơm nữa. Tớ phải làm gì với quả bóng thật bây giờ? Có vẻ như tớ nghĩ ra phải làm một cái gì đó. Có thể chơi bóng rổ. Tớ chỉ cần thay quần áo thôi. Đồng ý đi. Rất là tuyệt phải không? Tớ còn rất tuyệt với bóng nữa. Wow, Suzy, tớ rất ngạc nhiên. Bây giờ tớ sẽ cho cậu một cách ném nó. Ôi không, tớ ném trượt rồi. Cái đầu của tớ. Ra, cậu có sao không? Tớ đã làm gì rồi? Thật là một cơn ác mộng, thật là khó chịu. Ồ, quả bóng sô-cô-la. Bây giờ nó sẽ là của tớ. Ai đã nói điều gì quả bóng sô-cô-la sao? Suzy dừng lại. Không, tớ sẽ không trả lại cho cậu đâu. Cậu đã làm gì vậy? Nó bay đi mất rồi. Nhìn kìa, bao suýt trúng vào rổ. Chúng ta có thể ném được không? Yeah, chúng ta thành công rồi. Bây giờ tớ sẽ lấy quả bóng để ăn. Ngã. Cứu. Ôi không, quả bóng ngay ở dưới tớ.
có vẻ như tớ làm vỡ nó rồi. Ôi, thật là một cuộc hạ cánh tồi tệ. Chà, chẳng có gì. Cái chính là tớ cứ ổn và tớ có thể ăn sô-cô-la. Trời ạ, sô-cô-la ngon thật đấy. Cậu đã làm gì vậy Suzy? Đó là sô-cô-la của tớ mà. Trời ơi, chẳng còn lại cái gì cả. Ôi, nhiều sô-cô-la trên áo phông của tớ quá. Cần phải ăn nó thôi. Tớ tự hỏi lần này có gì nhở? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta hoán đổi chúng? Giác, tớ chóng mặt lắm rồi, dừng lại đi. Được rồi, cậu nói gì cũng được. Tớ có một hot dog thực sự. Hot dog từ sô-cô-la trông hay hơn nhiều. Không, tớ sẽ có Tabasco. Còn tớ thì có sốt sô-cô-la. Lý tưởng thật đấy. Tớ chắc chắn nó sẽ bổ sung hoàn hảo cho món hot dog ngọt ngào của tớ. Tớ thấy cậu kém may mắn hơn tớ nhiều. Cố lên nào Giác, bắt đầu thôi. Tớ sẵn sàng để nhượng bộ cho bạn rồi. Được rồi, càng sớm càng tốt. Tớ không thích ăn cay, nhưng tớ sẽ để lại một chút để cho không cảm thấy Tabasco. Xong. Giác, chuyện này không nghiêm túc đâu. Để tớ giúp bạn nhé, cần bổ sung thêm rất nhiều. Dừng lại đi Suzy, đừng làm điều này. Bình tĩnh đi Giác, đó là một trò chơi thôi. Cậu chỉ phải thử một tí là được. Trời ơi, cậu đã làm gì? Làm sao tớ có thể ăn được? Có vẻ như cậu cần sự trợ giúp một lần nữa. Đừng, thấy chưa, tớ đang ăn rồi. Thật là kỳ lạ, không có gì xảy ra với tớ cả. Vì vậy, thật là tuyệt, tớ đang rất hạnh phúc. Có thể ăn một cách an toàn. Tớ không hiểu cái gì cả. Nó rất ngon. Tớ ổn Suzy, không có sợ gì cả. Hoặc là không. Ở đây nóng quá, tớ đang cháy. Trời ơi, quay đi Giác, nóng. Tớ không thể kiểm soát được nó. Phù, kết thúc rồi. Vì cậu mà tớ bỏng hết cả tay rồi. Cậu đã cho tớ ăn mà. Tớ hy vọng món xúc xích ngọt ngào của tớ sẽ khiến tớ tỉnh lại. Nó trông rất là ngon miệng. Tớ gần như quên mất nước sốt. Nhất định cần phải thêm nó vào. Điều chính là phải đổ thêm thật nhiều nhiều. Chắc chắn là sẽ ngon. Wow, hot dog ngon thật đấy. Tớ cần phải thử nó. Ai đấy? Nhìn kỹ lại đi Suzy. Trong khi chờ đợi, tớ sẽ lấy xúc xích sô-cô-la của bạn. Được rồi. Hay quá, cần phải che mắt. Tớ chẳng hiểu gì cả, không có ai ở đây. Được rồi, đến giờ tớ ăn. Một chút dài nhưng không sao. Thiếu thứ gì đó. Ơ, xúc xích tớ đâu rồi? Ai ăn cắp nó rồi? Chuyện gì xảy ra phải không Suzy? Tớ không nhìn thấy bất cứ điều gì cả. Tớ chắc chắn rằng cậu đang giấu tớ điều gì đó. Chúng ta phải tìm hiểu thôi. Đừng Suzy, dừng lại. Tớ sẽ cho cậu biết tất cả mọi thứ. Không cần nữa đâu Giác, tớ đã tự tìm ra rồi. Khi tớ xả hơi, cậu có thể ăn. Ồ, đó là nước sốt sô-cô-la, hay thật đấy. Giác, tớ nghĩ điều này thật là kỳ lạ. Cậu có hiểu gì không? Không, tớ nghĩ chúng ta nên xem kỹ hơn. Tớ nghĩ là bình chữa cháy này có mùi lạ. Tớ nghĩ có thể ăn được. Bây giờ tớ sẽ thử. Vòi bẻ ra dễ dàng. Tớ đã đúng. Ồ, tuyệt thật đấy. Tớ sẽ thử bình chữa cháy của tớ. Không, tớ không thể cắn được. Ui, thật là đau. Hóa ra là nó thật. Tớ không được ăn một cái gì đó. Hay bên trong có gì đó. Ui, chật quá, cần phải đẩy. À, bọt. Tớ không nhìn thấy bất cứ điều gì. Giác, có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Không sao, có vẻ như tớ đã loại bỏ hết bọt rồi. Nhưng không có một cái gì đó dưới mũi kìa tớ. Ôi, tớ nghĩ tốt hơn nên xoay bình cứu hỏa theo hướng khác với di chuyển nó đi. Còn tớ thì sẽ di chuyển nó gần đến tớ hơn. Đến lúc ăn rồi. Ôi, nó ngon làm sao. Bây giờ cậu không thể dừng được tớ đâu. Ôi, bây giờ tớ chết đói mất. Đừng kịch tính Giác, tớ đang hết hạnh phúc cho tớ đi. Nhưng tớ cũng muốn thử. Nhưng mà lúc khác nhá. Trời ạ, bây giờ đến lúc ăn rồi. Ôi, không dễ cắn như vậy. Răng của tớ bị trượt. Tớ nghĩ không có gì hoạt động cả. Cần phải nghĩ ra một cái gì đó. Tớ nghĩ rằng tớ có một lý tưởng rồi. Tớ sẽ cắt nó bằng một cái búa. Cẩn thận Suzy. Tất cả trong tầm kiểm soát, đừng sợ Giác. Tớ gần như làm được rồi. Thôi đủ rồi, dừng lại. Được rồi, tớ xong rồi. Cuối cùng cậu có thể ăn mà. Wow, bao nhiêu sô-cô-la này. Đúng, khối lớn, tớ rất may mắn.
Tớ sẽ không kết luận đâu Suzy. Tớ có một vũ khí. Jack, thở vào xuống ngay đi. Tớ không nghĩ như vậy đâu. Đây là chiến tranh. Nhận lại đi. Ôi, cậu có nghe thấy gì không Monica? Một âm thanh kỳ lạ nào đó. Xin lỗi, tớ tình cờ đến đây. Tớ phải đi đây. Ôi, chuyện gì vậy? Sô-cô-la, tớ vẫn có thể ăn được nó. Này Jack, không có tớ, cậu có thấy chán không? Trả lại đi, đây là của tớ. Ôi, chỉ có mỗi một mảnh. Kẻ phản bội. Mình nghĩ rằng mình đã bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Chúng ta đang trong thử thách, mình rất thích nó. Nhìn kìa, đây là một chiếc trực thăng sô-cô-la. Mình thì có một cái thật. Vậy mình phải làm gì với nó? Có lẽ cần phải sử dụng điều khiển từ xa. Mình nghĩ mình nên thử. Nào bay nhá. Nhìn này Lucy, mình đang làm được này. Tuyệt quá, máy bay trực thăng đã ở dưới chân nhà rồi. Ê, hãy cẩn thận Kate. Nó đang bay vòng quanh đầu mình. Mình không muốn làm hỏng mái tóc của mình đâu. Được rồi, mình sẽ không bị phân tâm ở bất cứ điều nhỏ nhặt nào. Mình có một việc quan trọng cần phải làm. Mình cần ăn sô-cô-la của mình. Nhưng đối với những người mới bắt đầu, mình cũng sẽ bay một chút. Được rồi, máy bay trực thăng đã đến lúc bạn bay thẳng vào miệng mình. Ôi, có nhiều sô-cô-la ở đây quá. Đây là một phép lạ. Ôi, nhưng máy bay trực thăng của mình bị rơi rồi. Tiếc thật đấy, bây giờ chắc chắn phải ăn nó thôi. Ôi, ngon quá. Sô-cô-la tan chảy trong miệng của mình. Mình cũng muốn ăn một cái gì đó ngon. Chà, mình biết cách kiếm thức ăn rồi. Máy bay trực thăng của mình sẽ giúp mình. Mình phải gắn cái móc từ phía dưới và cố gắng chọn cái gì đó thật ngon. Bắt đầu nào. Ôi, mong là mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Ôi, ngon thật đấy. Mình ước bạn có thể thử Kate. Kỳ quái gì đấy? Chuyện gì xảy ra vậy? Sô-cô-la của mình đi đâu vậy? Mình không hiểu cái gì cả. Ê, trả sô-cô-la lại đây. Ôi, muộn rồi Lucy. Không còn cách nào lại lấy được nó đâu. Ôi, cần phải hạ máy bay trực thăng đến gần mình hơn. Ôi không, mình mất kiểm soát rồi. Đáng đời chết. Bạn đã có những gì bạn xứng đáng rồi. Tạm biệt nhé. Nghỉ ngơi một chút, rồi mình sẽ ăn nốt sô-cô-la của mình. Ôi, nó ngon lắm sao. Mình cảm thấy hơi bối rối. Có vẻ như kế hoạch của mình đã thất bại rồi. Mình mong chờ những phần mới của chúng mình. Wow, cái gì thế này? Trông giống như một máy đo lực. Hãy cùng kiểm tra nhé. Đúng, bạn đã đúng. Lấy bùa đi. Ôi, nó nặng làm sao. Mình không nhấc nó lên được. Cần phải làm nóng một chút. Cố gắng đi bạn Kate. Mình hơi sợ, nhưng mình đã sẵn sàng. Lạ thật đấy. Chiếc búa tạ này không gọi là nặng lắm. Bạn giả vờ mọi thứ dễ dàng với bạn chứ gì. Đừng bận tâm, mình cũng sẽ dễ dàng nhấc chiếc búa của mình lên thôi. Ai, mình rơi. Cứu. Dễ chứ gì. Mình không nghĩ vậy đâu. Lucy, bạn thật là vụng về. Mình không thấy có gì buồn cười cả. Chỉ là chiếc búa của mình rất là nặng thôi. Nhưng dù sao, mình cũng sẽ nhặt được nó lên. Bây giờ bạn sẽ thấy mình có bao nhiêu sức mạnh. Wow, 700. Wow, mình là người mạnh mẽ thực sự. Nhìn vào bắp tay của mình đi. Wow, mình không mong đợi điều này từ bạn. Mình không nghĩ rằng mình có thể đánh bại số điểm của bạn đâu. Cái búa này có mùi rất là lạ đấy. Mình hiểu rồi, đây là sô-cô-la. Chúng mình cần phải thử nó càng sớm càng tốt. Ôi, ôi, chắc chắn là sô-cô-la rồi. Ôi, bạn đang làm gì vậy? Tại sao bạn lại liếm cái búa? Xin lỗi, mình chỉ hơi mất tập trung. Ôi, một nồi ám ảnh. Ôi, nó không vừa vào miệng mình. Mình nghĩ ra một cái gì đó hay rồi. Cần phải phá vỡ nó. Để làm được điều này, phải đánh thật mạnh. Ồ, mình phá kỷ lục rồi. Không thể nào. Phần thưởng tốt nhất là sô-cô-la của mình. Ê, thật là không công bằng. Bạn có tất cả mọi thứ. Xin lỗi Lucy, nhưng người chiến thắng luôn nhận được những điều gì tốt nhất. Và người thua cuộc buộc phải sửa trần nhà. Ôi, cái đầu của mình thật là đau. Mình thấy ngôi sao rất nhiều là sao? Mình nghĩ đó là một hiệu ứng boomerang. Mình không nên khoe khoang đâu Kate. Đưa cho mình cái búa tạ sô-cô-la đi. Bạn sẽ không cần nó nữa đâu. Ôi, nó ngon thật đấy, tuyệt. Mở nó ra trước đi Lucy. Quả cầu sô-cô-la.
Wow, mình rất là hạnh phúc. Mình nóng lòng muốn thử nó. Ồ, bạn may mắn thật đấy. Thế bạn có gì đấy Kit? Xem nào. Trông giống như một quả bóng thực sự. Thế sao mình cần nó? Số phận đã định đoạt rồi, hãy chấp nhận nó đi. Bạn có thể nghĩ về cuộc sống của mình trong khi mình có thể thử sô-cô-la. Nhìn nó trông ngon làm sao. Tuyệt thật đấy, chỉ cần liếm ngón tay thôi. Ôi, mình thích nó rồi, mình muốn thêm sô-cô-la nữa. Bạn có thể chia sẻ nó với tớ được không? Nhưng mình chắc chắn rằng sẽ không để chờ đợi được điều đó đâu. Phải tự mình hành động thôi, hãy đổi nhé. Thôi được rồi, mình đồng ý. Ôi, cảm ơn. Ê, sô-cô-la đâu rồi? Mình lừa bạn rồi Kate. Bạn sẽ không bao giờ có được quả bóng ngọt ngào của mình đâu. Nhân tiện đến lúc ăn rồi. Nhưng tại sao mình không thể cắn được một miếng? Răng của bạn liên tục bị chuột. Đấy, đáng đời chưa, đồ tham lam. Dù sao mình cũng sẽ tìm ra được cách ăn được nó. Và mình nghĩ rằng mình có một ý tưởng tuyệt vời rồi. Mình sẽ đập quả bóng của mình ra. Như này này. Đấy, được rồi. Ôi, đủ rồi Lucy, bạn đang làm mình sợ. Trời ạ, sô-cô-la của bạn đang bay mọi hướng. Wow, mình được một mảnh, tuyệt quá. Này, của tớ. Cuối cùng mình có thể ăn được sô-cô-la. Mình đã chờ đợi điều này bao nhiêu lâu rồi. Nhìn vào ghen tị đi Kit. Có vẻ như mình hết đường rồi. Thôi được rồi, mình sẽ chơi với bóng của mình. Ôi, nó bay đi đâu mất rồi. Ít nhất không có gì bị phá vỡ. Ôi, một ngày thật là êm đẹp. Mình rất yêu sự im lặng. Ê, chuyện gì vậy? Bóng từ đâu vậy? Trời ạ, à, mình bị đổ mất lời cốc tai rồi. Này, nhận lấy đi. Các bạn, hình như đây là trí tưởng tượng mình hay là bóng vừa bay qua. Ôi, sô-cô-la là thứ ngon nhất trên thế giới. Ôi, đau quá. Mình không nhìn thấy gì cả. Ups. Ôi, bóng của mình này. Ôi, thật là khó xử. Thôi, bây giờ sô-cô-la là của mình rồi. Và Lucy sẽ không làm phiền. Tuyệt, đây điều mình gọi là may mắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mình lại bất tỉnh? Ôi, một cái vết sưng to trên trán. Tất cả là do bạn đấy Kate. Lần này, mình đã sẵn sàng để tháo nắp trước. Kính thực tế ảo, không thể được. Tuyệt quá, bạn có gì? Ôi, kính như bạn, nhưng mà trông của bạn đẹp hơn rất nhiều. Mình khuyên bạn nên thử chúng ngay lập tức. Mình sẽ đeo chúng vào và cho bạn biết cảm giác. Wow, thật là tuyệt. Mình thấy mình ở một vùng đất ngọt ngào. Tất cả những thứ ở đây đều rất màu hồng và tinh tế. Tuyệt. Đất nước ngọt ngào, sao có thể được? Kết cho mình xem với. Ê, đừng có làm phiền Lucy, đây là kính của mình. Trời ạ, có bao nhiêu là sô-cô-la và caramel ở đây. Mình sẽ kết thúc những điều này ngay bây giờ. Nhảy lấy đi Kate, cất cây chổi lau nhà đi. Trời ạ, bạn đánh mình mất. Chúng ta cần phải giải quyết vấn đề riêng này ngay lập tức. Trời ạ, rể rách bẩn thỉu. Ôi, hình như có gì đó không ổn. Để lúc trở về thế giới thực rồi. Xin lỗi Lucy, mình không cố ý ném rẻ vào người bạn. Đừng bận tâm, mình sẽ nhắc cái này vào một ngày nào đó. Thôi đừng tức giận làm mòn đấy. Mình hy vọng chiếc kính thực tế ảo sẽ làm mình vui lên. Trời ạ, chúng hỏng rồi. Mình không thấy gì cả. Theo mình, vấn đề hoàn toàn khác. Lucy, mà bạn dính đầy sô-cô-la kìa. Ôi, mình cần chắc chắn về điều đây là sô-cô-la. Có vẻ như bạn nói đúng rồi Kate. Điều này chỉ có nghĩa là một điều. Kính của mình được làm bằng sô-cô-la. Mình đã nắm bắt được vận may rồi. Ôi, mình cũng muốn sô-cô-la. Lucy, bạn thử kính của mình đi. Và mình sẽ thử kính của bạn. Không, mình không mua cái này đâu. Thôi được rồi, mình có một kế hoạch tốt hơn. Mình sẽ tự đeo kính cho bạn. Wow, tuyệt thật đấy. Mình đã đến một vùng đất ngọt ngào. Cần phải khẩn cấp bắt một cái gì đó ngon ngon. Sô-cô-la, mình muốn sô-cô-la. Nó đâu rồi? Mình chắc chắn sẽ nhận được nó. Hãy dành thời gian cho bạn đi Lucy. Bạn rất thành công, điều chính là bạn đừng vội vàng. Mình sẽ lên một ít thức ăn trong thời gian chờ đợi. Bây giờ bạn biết rằng sô-cô-la có thể ở khắp mọi nơi. Vì vậy trong tương lai hãy cẩn thận để không bỏ lỡ bất cứ điều gì đó ngon. Đó gần như là tất cả. Nhưng đừng vội vàng tắt video của chúng mình. Cuối cùng chúng mình quyết định chia sẻ những lần thất bại trực tiếp từ bộ phim mà chắc chắn sẽ thích chúng thôi. Còn bây giờ thì tạm biệt.